Xin chào các anh em, tôi là Lợi Mụ Mịm đây. Khi mới bắt đầu tìm hiểu thị trường hàng hóa phái sinh, chắc hẳn các anh em sẽ không ít lần cảm thấy nhức đầu, hoa mắt vì có vô số khái niệm, thuật ngữ mới, đặc biệt là những anh em chưa từng tham gia các thị trường chứng khoán hay tài chính khác. Đừng lo nhé, chuyện gì khó cứ để Lợi lo. Hôm nay Lợi sẽ cùng anh em làm rõ các thuật ngữ cơ bản trong thị trường hàng hóa phái sinh một cách đơn giản và dễ hiểu nhất nhé. Đối với các anh em khi bắt đầu tìm hiểu về các loại hàng hóa sẽ thấy thường xuyên xuất hiện các khái niệm sau: 1. Mã hàng hóa, hợp đồng. 2. Lot. 3. Độ lớn hợp đồng. 4. Long short. 5. Ký quỹ. 6. Mức giá. 7. Call margin. 1. Mã hàng hóa, mã hợp đồng. Trong giao dịch hàng hóa, mỗi mặt hàng sẽ được quy chuẩn bởi một mã dùng trong giao dịch. Ví dụ, ngô có mã là ZCE, bạch kim có mã là PLE. Một hợp đồng giao dịch tạo ra sẽ bao gồm 3 thành phần: mã hàng hóa, mã tháng kỳ hạn và 2 chữ số cuối năm kỳ hạn. Mã tháng kỳ hạn tương ứng với từng tháng sẽ được quy định thành các ký hiệu như anh em đang thấy trên màn hình. Ví dụ nếu nói, em ơi, anh muốn mua một hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 12 năm 2024, thì trên hợp đồng sẽ hiển thị đơn giản là ZCEK24. Cách quy chuẩn tên hàng hóa bằng mã như thế này giúp cho việc giao dịch trở nên dễ dàng cho tất cả các quốc gia trên thế giới. 2. Lot. Lot là đơn vị tiêu chuẩn của một loại hàng hóa được giao dịch trên sở thế giới. Trên thị trường có nhiều loại hàng hóa khác nhau với các khối lượng khác nhau nên quy ước về lot cho đơn vị giao dịch mua bán. Ví dụ, một lot ngô tương ứng với 5.000 dạ, một lot bạc tương ứng với 5.000 troy ounce bạc, một lot đường ICEUS ứng với 112.000 pound đường. Ví dụ, thay vì nói, em ơi, anh muốn mua 5.000 dạ ngô, bán cho anh 50 tấn đường, thì mình sẽ nói là mua một lot ngô, một lot đường. Nếu thực hiện trên phần mềm CQG thì chỉ cần thực hiện hai lệnh giao dịch là xong, gọn hơn rất nhiều đúng không nào? Một số lưu ý rất quan trọng nữa đó là trong giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam, đơn vị giao dịch tối thiểu là một lot và không có số lẻ như 1,1 hay 1,2 lot nha. 3. Độ lớn hợp đồng là số lượng thực tế của một loại hàng hóa được ấn định trong hợp đồng. Ví dụ, đối với mặt hàng cà phê Robusta, độ lớn hợp đồng là 10 tấn trên một lot, tức là nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch tối thiểu 10 tấn cà phê hoặc 20 tấn, 30 tấn, tương ứng với 1 lot, 2 lot và 3 lot. Không giao dịch được số lẻ như 15 tấn, 25 tấn cà phê. Mỗi loại hàng hóa sẽ có một độ lớn hợp đồng khác nhau, được quy định rõ trong bảng đặc tả thông tin nhé. Còn giá trị hợp đồng là giá trị được quy định sẵn trên từng danh mục sản phẩm, không phụ thuộc vào số lượng giao dịch. 4. Long, short, vị thế. Anh em có thể hiểu một cách đơn giản. Long có nghĩa là mua, short có nghĩa là bán, còn vị thế nghĩa là mua bán. Ví dụ nói, ông ơi, bán cho tôi 5 tấn cà phê nha, thì bạn là dân buôn cà phê thôi. Nhưng nếu nói, ông ơi, mở vị thế long hoặc mở vị thế short thì nghe anh em pro hẳn và kiểu như mình đang là trader chính hiệu rồi. 5. Ký quỹ là gì? Là khoản tiền mà anh em phải nộp trước khi tham gia vào hợp đồng để đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đã quy định. Như video trước chúng ta đã nhắc đến, mỗi sản phẩm sẽ được quy định một mức ký quỹ khác nhau trên mỗi lot. Đối với mỗi lot cao su, anh em sẽ thực hiện ký quỹ tối thiểu là 13 triệu, ngô mini ký quỹ tối thiểu là 14 triệu. Một số mặt hàng nhóm kim loại mức ký quỹ sẽ cao hơn rất nhiều, bạc là 267 triệu, dầu là hơn 300 triệu. Mức ký quỹ này sẽ được thay đổi theo từng thời điểm do các sở giao dịch liên thông quy định và Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cũng phải tuân thủ quy định này, không được phép thay đổi. Một điều mà các anh em sẽ lo lắng là liệu số tiền ký quỹ này có bị mất hay không? Không, không nha. Khoản ký quỹ này được hiểu như là một khoản tiền đặt cọc và sẽ bị tạm giữ lại cho đến khi nào tất toán vị thế là anh em có thể rút ra bình thường nhé. Một khái niệm về ký quỹ nữa đó là ký quỹ duy trì. Ví dụ, ông A mở một vị thế mua hợp đồng ngô mini với mức ký quỹ là 12 triệu, mức ký quỹ tối thiểu mặt hàng này là 9 triệu. Vậy khi giá vốn trong tài khoản giảm xuống dưới 9 triệu, khách hàng cần phải bổ sung mức vốn để đảm bảo đủ tối thiểu bằng mức ký quỹ ban đầu là 9 triệu. 6. Bức giá hay còn gọi là tích. Bức giá là phần chênh lệch về mức giá thay đổi tối thiểu của hợp đồng. Các thay đổi trong bức giá được quy định bởi các sở giao dịch hàng hóa và có sự khác nhau giữa các loại hợp đồng. Ví dụ, đối với sản phẩm đường trắng, giá mua hiện tại là 26,73 USD, có bức giá tối thiểu là 10 cent trên 1 tấn, tức 0,1 USD trên 1 tấn. Vậy giá sẽ lên xuống theo bộ số nhỏ nhất là 0,1, 26,63, 26,83, 26,93, chứ không thể giá lên được 26,74 được nha. Rất dễ phải không nào? 7. Call margin. Điều đầu tiên chúng ta cần hiểu bản chất của margin. Ví dụ khi chúng ta mua một ngôi nhà gần 2 tỷ, chúng ta có sẵn vốn là 800 triệu và sau đó chúng ta cần vay ngân hàng là 1 tỷ 2 và mỗi tháng các anh em sẽ trả lại ngân hàng.
số tiền 1 tỷ 2 được hiểu như là một khoản margin đòn bẩy cho việc đầu tư mua nhà. Trong giao dịch hàng hóa phái sinh cũng vậy, số tiền mà các anh em ký quỹ là số vốn các anh em tự có và sẽ sử dụng margin như là một khoản vay thêm, nhưng điều đặc biệt là khoản vay này không cần phải trả lãi. Cô margin hiểu nôm na là một cảnh báo để nhắc nhở về việc mức ký quỹ đã giảm xuống dưới ngưỡng an toàn cho phép, yêu cầu khách hàng phải nộp thêm ký quỹ hoặc tài khoản sẽ tự động bị tất toán vị thế một cách bắt buộc nếu không được bổ sung ký quỹ. Còn việc tính margin đã có hệ thống tự động tính nên các anh em không cần phải lo lắng nhé. Còn rất nhiều thuật ngữ phức tạp hơn, nhưng video hôm nay các anh em chỉ cần hiểu đến đây thôi nha. Anh em muốn tôi giải thích thêm thuật ngữ nào cứ comment phía dưới nhé. Lợi Mù Mịm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở các video tiếp theo. Nhớ follow và tiếp tục hành trình cùng Lợi Mù Mịm nha. Bye bye!